Em xin chào cả nhà. Bất động sản Đại Việt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kể đến chị một căn nhà vườn anh chị ha. Hiện tại thì chủ cũng đi đây vài tháng anh chị, đang khó khăn về kinh tế chị ha. Đặc biệt ở đây căn nhà vườn mình có thổ cư là 120 mét vuông nha anh chị nha. Với ngay diện tích là 27 mét mặt tiền đường ra này, còn chiều sâu là 16 mét ha. Căn nhà mình thì nở hậu ra là 29 mét anh chị ha, rất là đẹp anh chị ha. Ở phía sau căn nhà vườn mình thì có một cái view khá là đẹp, đó là quen kinh phía sau anh chị nha, rất là mát mẻ anh chị nha. Cái hướng căn nhà vườn mình đây là hướng bắc nha anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi thì đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Nếu anh chị có xe ô tô loại nhỏ 4 chỗ thì mình vô tới căn nhà vườn mình luôn anh chị, còn nếu mà xe lớn hơn mình vô hơi khó khăn anh chị ha. Lên tổng diện tích căn nhà vườn mình anh chị là 451,2 mét vuông nha anh chị. Hiện tại đã có sổ riêng rồi nên mình rất yên tâm ha. Còn nếu anh chị ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây về tới căn nhà vườn mình là 69 cây số là tới ha. Nắm được trực tiếp cái vị trí để anh chị ở xa mình cũng nắm được anh chị ha. Rồi trước tiên em sẽ quay hàng xóm cho anh chị mình xem ha. Đây là hàng xóm của mình anh chị nha. Đó, nhà cửa khu vực này khá là đông anh chị ha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha. Trước đường đan đất và căn nhà mình thì có đèn đường luôn anh chị. Đây, quay lên cho cao cho anh chị xem là thấy không. Đó, có đèn đường luôn anh chị nha. Khu vực này nhà cửa rất là đông nha anh chị. Còn nếu anh chị đi thẳng trước màn hình này nè, khoảng là một cây số là đụng tới đường nhựa anh chị ha. Đường nhựa ngay đó có chợ tạm. Đó anh chị đi chợ đó gần nhất ở đó anh chị ha, là một cây số. Còn nếu mà chợ lớn nha, có đầy đủ tiện nghi hơn, đầy đủ tiện ích hơn là khoảng là 3 km mới tới anh chị nha. Rồi trước tiên sẽ chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Rồi đây, từ cái hàng rào bên tay phải màn hình anh chị, hàng rào là cao khoảng là 2 mét đó chị ha, rất là cao. Đã qua bên trái mình là 27 mét anh chị ha. Chiều sâu chỉ có là 16 mét thôi, ngắn thôi không có sâu anh chị ha. Nhưng mà được cái là căn nhà vườn mình nó nở hậu ra là 29 mét anh chị. Đây, anh chị không? Nếu mà anh chị về đây mình ở á, thì ở đây mình còn một khoảng là khoảng trống rất là rộng, cắt được hai căn nhà đó anh chị. Đó mình ở thì ở đây mình để sau này con cái mình về ở cũng được chị ha, không mình cắt mình bán cũng được chị ha, tại đất mình và căn nhà mình có thổ cư anh chị ha. Đó. Bây giờ chủ cắt cái nhà này, em thấy rất ăn ý. Tại còn khoảng trống bên đây thì mình sau này mình cho con cái hay mình bán cũng được. Còn góc bên đây thì mình ở anh chị nha. Ở xung quanh căn nhà vườn mình đã có hàng rào ranh giới hết anh chị nha. Đây, để em quay không gian rộng để cho anh chị mình thấy rõ ha. Đây chị không? Cái máy tiền chế thì gia chủ thiết kế đó thì chị rất là cao, nó cao hơn tới mức sói nên rất là thông thoáng, nó không có nóng anh chị ha. Cái sân bên trong thì đậu được chiếc xe ô tô và một số xe máy anh chị ha, rất là rộng. Đây là cái ranh qua tới đây nè anh chị. Đây. Là tới cái máy tiền chế bên đây nè anh chị thấy không? Còn đây là nhà kế bên đó, hàng xóm đang quay kỹ cho anh chị xem. Kế bên đây thì gia chủ đây có kế bên thì cũng có sửa máy giặt đó, đầy đủ ở đây anh chị ha. Đây là trước căn nhà mình đó, hàng xóm rất là đông đúc anh chị nha. Đây cái mặt tiền anh chị thấy không, rất là rộng anh chị. Mặt tiền mình là 27 mét chị ha, sâu vô chỉ có 16 mét thôi nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Rồi mình vô trong tham quan căn nhà nha anh chị. Đây có một lớp cửa khung sắt ha. Còn bên đây có một lớp cửa cuốn và một cái cửa cường lực nữa chị. Nó rất là rộng chị thấy không? Đây. Nhà mình còn mới chị ha. Tại vì ở đây đó chủ đi cũng vài tháng nên bụi rất là nhiều. Đó về mình quét dọn thôi chứ mình không cần tu bổ gì nhiều hết chị nha. Ở trên trần đây là phòng khách anh chị thấy không? Toàn bộ căn nhà mình đã đóng là phong hết rồi.
nên rất là mát mẻ. Căn nhà mình nó được là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một không gian bếp rất là rộng rãi chị ha, và cái một nhà vệ sinh và một nhà tắm riêng biệt hết anh chị nha. Đây, phòng này là rộng nhất nè anh chị thấy không? Đó, rất là rộng. Còn hai phòng kia nó nhỏ hơn phòng này nha anh chị. Đây có tủ để đồ nữa anh chị thấy không? Còn đây là phòng thứ hai. Đó cũng giống như phòng thứ nhất, nhưng mà phòng thứ hai với thứ ba thì nó nhỏ thôi. Đó, không có lớn anh chị nha. Mỗi cái phòng ngủ của mình á thì đều có cái sổ rất là thoáng anh chị ha. Đây là phòng khách nè. Đây có chỗ mà để mấy cái gụ tay rồi anh chị trưng bày đây anh chị ha. Bữa tối bắt cái đèn đây là rất là sáng, rất là đẹp anh chị nha. Hiện tại đó đi đang quay bữa trưa anh chị, đang cúp điện anh chị ha, nên không có mở lên sáng được, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Đây là cái phòng ngủ thứ ba. Đó. Còn đây là cái không gian bếp nè anh chị. À, không gian bếp chị thấy không? Rất là rộng rãi, rất là thoáng chị thấy không? Nâng về cao cho chị thấy nha. Ở dưới thì cũng có mấy cái hộp để nồi ở dưới chị ha. Cửa sổ thì cũng có rất là rộng. Đó, mình nấu nướng thì nó bay khói ngoài rất là tiện. Còn đây là không gian phía sau. Đó, đây là phía sau nè anh chị ha. Sau đuôi căn nhà vườn mình thì giáp với cái kinh. Kinh này khoảng là 3 mét nè chị ha. Hiện tại thì nước đang rút anh chị. Buổi chiều thì nước cao hơn xíu anh chị ha. Nhưng cái bà kè căn nhà mình thì chủ ở mà. Anh chị rất là yên tâm rồi. Cái móng rất là kiên cố. Nó không có lỡ. Nè, quay kỹ cho anh chị xem nè thấy không. Làm rất là chắc chắn anh chị nha. Còn đây vườn nước của mình anh chị, nếu mình chặt luôn cũng được ha, để cho trống trải mình làm đây cho nó mát mẻ cũng được anh chị ha. Đây vườn nước anh chị. Còn kế bên đây là cái nhà vệ sinh, nhà tắm riêng biệt hết anh chị thấy không? Đó, hiện tại thì chủ đi vài tháng nên bề bộn một xíu anh chị ha. Về mình quét dọn một xíu là đẹp anh chị. Đây nhà tắm đây, nhà vệ sinh. Đây có cái lavabo, rửa mặt, đánh răng khu vực này ha. Đây không gian mình dọn lại anh chị. Đây lúc trước chủ nuôi một số con gà đá anh chị. Đây nè. Đó, giờ ta dọn đi hết anh chị nha. Nên rất là dơ. Bất động sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn, nhà ở thì liên hệ với em số thoại màn hình nha. Em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đây. Đây mình thấy rõ nè anh chị ha. Đó, kinh anh chị rất là mát mẻ phía sau. Đất mình dài tới cái hàng rào ở đây nè anh chị ha. Đó, không gian đây còn rất là rộng, nãy em quay trước anh chị. Đây, đây ranh giới cuối cùng của mình nè. Có cây tông khoảng là 3 mét anh chị, bên đây trái màn hình chị thấy không? Đó, gùm gần cho anh chị thấy rõ không? Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại dung hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 1 tỷ 150 triệu nha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn chị ha. Hiện tại thì đã có sổ riêng rồi, mình rất là yên tâm anh chị. Mình thương lượng được cái giá hợp lý mình mua luôn, mình không cần đặt cọc anh chị ha. Đây có một cái ao nè chị, có cái tượng nè. Wow, chị thấy không? Cái tượng rất là to anh chị ha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.